Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Bộ đã có báo cáo về lĩnh vực vàng và hiện nay thị trường vàng có nhiều biến động, diễn biến không ổn định, chứng tỏ Nghị định 24 đã bộc lộ bất cập cần kịp thời sửa đổi. Nội dung được đề cập trong cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Lê Minh Khái với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng. Cụ thể tại cuộc họp, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ đã có báo cáo về lĩnh vực này. Ngay từ đầu năm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới. Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã triển khai hơn 10 năm. Hiện nay, thị trường vàng có nhiều biến động, diễn biến không ổn định, chứng tỏ Nghị định 24 đã bộc lộ những bất cập cần kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Bộ Công an cho rằng, khi sửa đổi nghị định này, cần phải đánh giá tổng thể vai trò dự trữ vàng hiện nay, đồng thời cũng phải đánh giá lại công tác quản lý khuôn sản xuất vàng miếng SJC, nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế can thiệp thị trường, bổ sung quy định về biên độ chênh lệch. Bộ Công an sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ liên quan đến lĩnh vực này, nhất là công điện số 23 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Thượng tướng Lương Tam Quang nêu rõ. Trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến việc quản lý thị trường vàng, xem đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Chỉ tính từ tháng 6 năm 2023 đến nay, Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã có 9 văn bản chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Nhà nước và cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động thị trường vàng. Tuy nhiên, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến của các bộ ngành tại cuộc họp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có phương án xử lý sớm đối với vấn đề này, đáp ứng nhu cầu thực tế. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi chặt chẽ diễn biến cung cầu thị trường vàng trong và ngoài nước, đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân, bắt đúng bệnh để có các giải pháp phản ứng kịp thời, hiệu quả để xử lý tình hình trong hiện tại và tương lai. Trong đó, phải đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng lại các quy định của pháp luật hiện nay, nhất là các nội dung liên quan tới Nghị định 24/2012. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong công điện số 23 về quản lý thị trường vàng vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước cuộc họp mấy ngày, khi diễn biến thị trường vàng khá biến động, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Văn bản này truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trên cơ sở báo cáo của Ngân hàng Nhà nước hồi cuối tháng 2 về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại công điện và chỉ thị của Thủ tướng và các công văn của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, khẩn trương thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng. Cùng với đó là việc giám sát, thanh kiểm tra với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Mục tiêu là nhằm bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh, tài chính, tiền tệ quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Các nhiệm vụ này được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 3 năm 2024. Theo giới chuyên gia, một số quy định của Nghị định 24 không còn phù hợp trong bối cảnh mới và cần được sửa đổi. Từ cuối năm ngoái đến nay, Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có các biện pháp quản lý thị trường vàng, không để giá vàng miếng chênh quá cao so với thế giới. Giá vàng thời gian qua luôn xác nhận những kỷ lục mới khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Đặc biệt, trong đó không thể thiếu dân văn phòng, những người mua vàng vì đam mê, vì tích lũy chứ không phải đầu cơ nhưng cũng đã mang lại cho họ những thành quả nhất định. Ý Hà, thành phố Hồ Chí Minh là một dân văn phòng điển hình thích mua vàng để dành.
Mình thích mua vàng nhẫn 4 số 9 để tích lũy thay vì các loại vàng trang sức vì có nhiều ưu điểm hơn như dễ bảo quản, không mất tiền công và hiếm khi rớt giá. Mình không quá lo lắng chuyện vàng tăng hay giảm vì không phải mua đầu cơ mà chỉ mua về tích lũy. Thậm chí, Ý Hà còn chia sẻ niềm vui sau khi lãnh lương hàng tháng. Mình mua vàng chưa bao giờ xuống nên cũng chưa bao giờ lỗ. Vậy nên hàng tháng, mình cứ để dành từng chút rồi đem đi mua vàng. Đó là đam mê thôi, đã làm đam mê thì khó bỏ lắm. Đặc biệt, bộ môn này ngày càng có dấu hiệu sinh lời tốt. Hiếm khi bỏ lỡ thời cơ mua vàng giá tốt, Thu Thảo, 26 tuổi, Hà Nội, từ bé đã học được cách tích trữ vàng từ ba mẹ. Vậy nên, ngay từ khi đi làm, kiếm được tiền thì Thảo vẫn luôn giữ thói quen này. Cuối năm vừa rồi khi nhận lương, thưởng Tết, mình đều để dành ra một khoản riêng để mua vàng. Năm nào cũng mua khoảng một chỉ để tiết kiệm dần dần, ít khi có ý định bán nhanh để lấy lời. Mình thường theo dõi giá vàng trước khi mua. Nói chung, căn kê thời gian tốt nhất và chọn các cơ sở uy tín để đảm bảo chất lượng. Nếu có cần gấp thì bán luôn, giữ được giá cao. Lâm Oanh, 23 tuổi, Hà Nội, vừa là dân văn phòng, nghề tay trái là kinh doanh nhỏ nên việc mua vàng luôn rất được ưu tiên. Có thời điểm, Lâm Oanh mua kim bài, lá vàng nhỏ thì thấy cả năm được may mắn, tiền kiếm cũng nhiều hơn nên lên sẵn tinh thần, cứ mua vàng để đầu tư. Mua vàng như một khoản vốn cố định, khi nào cần là có thể bán ngay nên mình luôn cố gắng duy trì điều này hàng năm. Chẳng kể đâu xa, ngay đầu tháng 2 năm nay, Lâm Oanh mua vàng ở thời điểm 66 triệu đồng một lượng, nhưng sang ngày 9 tháng 3, giá vàng đang ở mức kỷ lục, giá bán ra đang chạm mốc 70 triệu đồng một lượng. Còn Hải Yến, 22 tuổi, Thường Tín thì đang vừa học vừa làm nhưng đã biết mua vàng để tích trữ từ sớm nhờ học thói quen từ mẹ. Năm nào mình cũng được mẹ dắt đi mua vàng, có gì không biết là hỏi ngay vì mẹ có kinh nghiệm nhiều. Mình vẫn đang đi học và đi làm thêm dù chưa quá dư giả nhưng việc mua vàng khiến mình gặp được nhiều may mắn. Khi thu nhập chưa quá cao, Hải Yến cho biết thường sẽ mua một chỉ để góp dần, không có ý định bán vì đây coi như là khoản tích lũy lâu dài của cô. Châu Hoàng Minh, sinh năm 1993, thành phố Hồ Chí Minh, một dân công sở mua vàng suốt nhiều năm qua cho hay. Từ khi bắt đầu đi làm đến nay, mình đều tranh thủ mua vài chỉ vàng vào những ngày đầu năm. Không chỉ giúp tinh thần tốt hơn, tích góp tài chính nhiều hơn mà mình đều cảm nhận rõ sự thay đổi của năm đó về công việc. Bản thân mình cũng hiểu rõ việc mua vàng vào những ngày này thì giá sẽ cao, nhưng tiền bỏ ra mua không chỉ là vàng mà còn là tinh thần, là lộc lá. Vậy nên, mình luôn mua với số lượng vừa đủ, không tính toán lời lãi. Sau đó, đem số vàng này để tích trữ, chứ không bán ra, ngoại trừ trường hợp cấp bách. Ngay đầu năm này, mình đã mua 6 chỉ để lấy lộc, cũng có theo dõi giá vàng tăng nên cảm thấy phấn khích lắm. Hoàng Minh cho biết đây là một trong những khoản tích lũy nhưng sinh lãi đầy tiềm năng mà anh gửi gắm trong năm 2024 này. Trong suốt cả năm, hầu hết cứ có dư là Hoàng Minh sẽ tính toán thời điểm mua vào, giá tốt để có thể tích lũy thật nhiều vàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.